Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 6 tháng 6, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 49B01072 xuất phát từ thành phố Đà Lạt đi thành phố Huế. Khi đang lưu thông trên quốc lộ 27C, đoạn qua xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa, thì bất ngờ phía đuôi xe bốc lửa. Phát hiện sự việc, lái xe đã điều khiển phương tiện tấp vào lề đường, đồng thời di dời những hành khách đang có mặt trên xe. Do lửa bùng phát nhanh nên một lượng hàng hóa lớn không kịp di chuyển bị cháy rụi cùng xe khách. Lực lượng cứu hộ tỉnh Khánh Hòa đã điều động phương tiện tới dập lửa. Đến khoảng 19 giờ ngọn lửa cơ bản được khống chế. Thời điểm xảy ra cháy, trên xe có hơn 40 hành khách nhưng may mắn không ai bị thương. Đến khoảng 20 giờ 30 phút, những hành khách này được bố trí phương tiện khác để tiếp tục hành trình. Không chị mau.